Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 4 với những chuyên mục Sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật phục sinh ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 60.000 tín hữu. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành tuần xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, hôm nay vang dội trên toàn thế giới lời loan báo cách đây 2.000 năm từ Jerusalem, Chúa Giêsu thành Nazareth bị đóng đinh đã sống lại. Giáo hội sống nỗi kinh ngạc của các phụ nữ đến độ vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần. Mộ Chúa Giêsu bị khép kín trước đó với một tảng đá lớn, cũng giống như những tảng đá nặng nề, quá nặng nề khép kín những hy vọng của nhân loại ngày nay. Tảng đá chiến tranh, tảng đá những khủng hoảng nhân đạo, tảng đá những vi phạm các quyền con người, tảng đá nạn buôn người và những tảng đá khác nữa. Cả chúng ta, như những phụ nữ môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta hỏi nhau, ai sẽ lăn những tảng đá ấy cho chúng ta? Và đây, sự khám phá sáng ngày lễ vượt qua, tảng đá lớn dường ấy đã bị lăn sang một bên. Sự kinh ngạc của các phụ nữ cũng là của chúng ta. Mộ Chúa Giêsu mở toang và trống rỗng. Từ đó mọi sự bắt đầu. Qua ngôi mộ trống ấy, con đường sự sống mới đi qua. Con đường mà không ai trong chúng ta, ngoại trừ Thiên Chúa, có thể mở ra. Con đường sự sống giữa cãi chết, con đường hòa bình giữa chiến tranh, con đường hòa giải giữa oán ghét, con đường huynh đệ giữa thù nghịch. Anh chị em, Chúa Giêsu đã sống lại và chỉ mình Chúa mới có thể lăn những tảng đá chắn con đường dẫn đến sự sống. Đúng hơn, chính Ngài là đấng hằng sống, là đường, con đường sự sống, an bình, hòa giải, huynh đệ. Chính Ngài mở cho chúng ta lối đi bất khả đối, xét về mặt con người, vì chỉ có Ngài cất đi tội lỗi của thế giới và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Và nếu không có ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì tảng đá đó không lấy đi được. Nếu không có tha thứ tội lỗi, thì ta không thể ra khỏi những khép kín, thành kiến, những nghi ngờ lẫn nhau, những thái độ tự phụ, tự tha thứ cho mình và cáo buộc người khác. Chỉ có Chúa Kitô phục sinh khi ban ơn tha thứ cho chúng ta mới mở ra con đường dẫn đến một thế giới được đổi mới. Chỉ có Chúa mới mở cho chúng ta những cánh cửa sự sống, những cánh cửa mà chúng ta luôn đóng lại với những chiến tranh lan tràn trên thế giới. Nhất là hôm nay, chúng ta hướng nhìn về thành thánh Jerusalem, chứng nhân mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu và hướng nhìn tất cả các cộng đoàn Kitô ở thánh địa. Nhất là tôi nghĩ đến các nạn nhân của bao nhiêu xung đột đang diễn ra trên thế giới, bắt đầu từ cuộc chiến tại Israel và Palestine và tại Ukraine. Xin Chúa Kitô phục sinh mở ra một con đường hòa bình cho những dân tộc đau thương tại các miền ấy. Trong khi tôi mời gọi tôn trọng các nguyên tắc của công pháp quốc tế, tôi cầu mong có một sự trao đổi chung tất cả các tù nhân giữa Nga và Ukraine, tất cả cho tất cả. Ngoài ra, tôi tái kêu gọi hãy bảo đảm việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo tới Gaza, tái nhắn nhủ hãy mau lẹ trả tự do cho các con tin bị bắt giữ ngày 7 tháng 10 năm ngoái và ngưng chiến ngay tại giải Gaza. Chúng ta đừng để cho xung đột hiện nay tiếp tục ảnh hưởng nặng nề trên các thường dân này đã kiệt quệ và nhất là trên các trẻ em. Bao nhiêu đau khổ chúng ta thay nơi đôi mắt các em. Qua cái nhìn, các em hỏi chúng ta, tại sao? Tại sao bao nhiêu chết chóc như thế? Tại sao bao nhiêu tàn phá? Chiến tranh luôn luôn là một sự vô lý và là một thất bại. Chúng ta đừng để luồng gió chiến tranh ngày càng mạnh mẽ thổi trên Âu Châu và Địa Trung Hải. Chúng ta đừng chiều theo logic của vũ khí và tái võ trang. Hòa bình không bao giờ được xây trên vũ khí, nhưng bằng cách giơ tay và mở rộng tâm hồn. Chúng ta đừng quên Syria từ 13 năm nay chịu đau khổ về những hậu quả của một cuộc chiến tranh dài dẳng và tàn phá. Bao nhiêu người chết, mất tích, bao nhiêu nghèo đói và tàn phá đang chờ đợi những câu trả lời từ phía mọi người, kể cả từ cộng đồng quốc tế. Ngày hôm nay, tôi đặc biệt nhìn tới Liban, từ lâu chịu tình trạng bế tắc về cơ chế và một cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và xã hội, nay lại trở nên nặng nề hơn nữa vì những cuộc xung đột ở biên giới với Israel. Xin Chúa phục sinh, củng cố nhân dân Liban quý yêu và nâng đỡ toàn thể đất nước này trong ơn gọi là một miền đất gặp gỡ, sống chung và đa nguyên. Tôi đặc biệt nghĩ đến miền Tây Ban Can, nơi đang hoàn thành những bước tiến quan trọng để hội nhập trong dự án Âu Châu. Ước gì những khác biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo không phải là nguyên nhân chia rẽ, nhưng trở thành một nguồn mạch phong phú cho toàn thể Âu Châu và toàn thế giới. Cũng vậy, tôi khích lệ các cuộc nói chuyện giữa Armenia và Azerbaijan, để với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, họ có thể tiếp tục đối thoại, giúp đỡ những người di tản, tôn trọng các nơi thờ phượng thuộc các tôn giáo khác nhau và sớm đi tới một hiệp định hòa bình chung kết. Xin Chúa phục sinh giúp đỡ nhân dân Haiti để chấm dứt càng sớm càng tốt những bạo lực sâu xé và làm đẫm máu đất nước này và có thể tiến trên con đường dân chủ và huynh đệ.
Xin Chúa an ủi nhân dân Rohingya phải chịu một cuộc khủng hoảng nặng nề về nhân đạo và mở ra con đường hòa giải tại Myanmar bị xâu xé từ nhiều năm nay vì nội chiến, để từ bỏ vĩnh viễn mọi logic bạo lực. Xin Chúa mở ra con đường hòa bình tại đại lục Phi Châu, nhất là cho các dân tộc bị thử thách tại Sudan và toàn miền Sahel, tại vùng sừng Phi Châu, tại miền Kivu thuộc Cộng đoàn Dân chủ Congo và tại tỉnh Cabo Delgado bên Mozambique. Và xin Chúa làm cho chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài trên những vùng rộng lớn gây ra hạn hán và đói kém. Xin Chúa phục sinh chiếu tỏa ánh sáng rạng người của Ngài trên những người di dân và trên những người đang trải qua một giai đoạn khó khăn về kinh tế, ban cho họ an ủi và hy vọng trong lúc cần thiết. Xin Chúa Kitô hướng dẫn tất cả những người thiện chí liên kết với nhau trong tình liên đới để cùng nhau đương đầu với nhiều thách đố trên các gia đình nghèo nhất đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc. Trong ngày này, chúng ta cử hành sự sống được ban cho chúng ta trong cuộc phục sinh của Chúa Con. Chúng ta hãy nhớ đến tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Một tình thương vượt lên trên mọi ranh giới và mọi yếu đuối. Thế nhưng, hồng ân sự sống quý giá thường bị coi rẻ dường nào. Bao nhiêu hài nhi cũng chẳng được thấy ánh sáng. Bao nhiêu người chết vì đói hoặc thiếu những săn sóc thiết yếu hoặc là nạn nhân của những lạm dụng và bạo lực. Bao nhiêu sinh mạng trở nên đối tượng buôn bán vì nạn buôn người đang bành trướng. Trong ngày Chúa Kitô đã làm cho chúng ta được giải thoát khỏi nô lệ sự chết, tôi nhắn nhủ những người có trách nhiệm chính trị đừng từ nan cố gắng nào trong cuộc chiến chống nạn buôn người, làm việc không biết mệt mỏi để phá vỡ những mạng bóc lột và mang lại tự do cho các nạn nhân tệ nạn này. Xin Chúa an ủi gia đình họ, nhất là những gia đình đang lo âu chờ đợi tin tức của những người thân yêu, ban cho họ an ủi và hy vọng. Ước gì ánh sáng phục sinh soi sáng tâm trí chúng ta và hoán cải tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta ý thức về giá trị của mỗi sự sống con người phải được đón nhận, bảo vệ và yêu mến. Chúc tất cả anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hơn 85.000 tín hữu tham dự đảng thánh giá tại đền thánh Thương Xót ở Ba Lan. Ukraine đối mặt với các cuộc tấn công lớn vào Chủ nhật phục sinh và chuyến hàng viện trợ mới rời ship đến Gaza. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hơn 85.000 tín hữu tham dự đảng thánh giá tại đền thánh Thương Xót ở Ba Lan. Thứ sáu tuần thánh ngày 29 tháng 3 vừa qua, tại trung tâm hành hương đền thánh Thương Khó và mẹ Maria Knavadia Zebzidowska, hơn 85.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi đi đảng thánh giá. Đền thánh này là một trong những nơi hành hương được kính viếng nhiều nhất tại Ba Lan có từ thế kỷ thứ 17 và cách Cracovia 33 km do các cha dòng Francisco đảm trách. Lúc sinh thời, Thánh Gioan Phaolô thứ hai vẫn thường đến hành hương tại đây. Vào năm 1999, đền thánh được UNESCO ghi vào danh sách các gia sản của thế giới. Trong bài giảng, Đức Chesask, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cracovia, nhấn mạnh rằng khi chúng ta đứng dưới chân thánh giá, chúng ta thấy đó là một dấu chỉ lớn lao về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng cũng là triệu chứng sự bất công và cả sự dửng dưng nữa. Trong thời đại ngày nay, sự dửng dưng lãnh đạm này trở nên tiêu chuẩn hành động đối với nhiều người. Đức cha ghi nhận rằng khi mà sự dửng dưng trở thành tiêu chuẩn hành động thì thập giá của Chúa bị mất đi ý nghĩa. Sau buổi đi đảng thánh giá, Minh Thánh Chúa được rước ra nhà thờ Chúa Giêsu chịu đóng đinh cạnh đó để các tín hữu cầu nguyện cho đến cuộc rước kiệu Chúa phục sinh vào sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3. Ukraine đối mặt với các cuộc tấn công lớn vào Chủ nhật phục sinh. Ukraine cho biết họ đã hứng chịu các cuộc không kích lớn của Nga vào Chủ nhật phục sinh ngày 31 tháng 3 vừa qua. Nga xác nhận rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng và ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên của Ukraine, mặc dù Ukraine cũng đã tìm cách tấn công các địa điểm ở Nga. Khi những người theo đạo Công giáo Ukraine quy tụ để thờ phượng vào Chúa Nhật Phục sinh, Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng vũ khí căn cứ trên không tầm xa có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, do cuộc tấn công, hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine liên quan đến sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị và đạn dược đã bị gián đoạn. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 16 tên lửa và 11 máy bay không người lái trong một cuộc không kích trong đêm. Họ đã bắn hạ được 9 máy bay và không người lái và 9 quả tên lửa. Hàng nghìn người ở khu vực Odessa của Ukraine tạm thời bị mất điện sau khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi, gây ra đám cháy tại một cơ sở năng lượng. Khoảng 17.000 ngôi nhà bị mất điện tạm thời do vụ tấn công. Đã có những lời kêu gọi đàm phán hòa bình, nhưng Moscow và Kyiv vẫn chưa thống nhất được về cách chấm dứt cuộc chiến này. Chuyến hàng viện trợ mới rời ship đến Gaza. Chuyến hàng viện trợ lớn thứ hai từ Lạt Naka đến Gaza kể từ khi hành lang hàng hải mới được triển khai vào đầu tháng này mang theo 875 tấn thực phẩm.
Hàng viện trợ sẽ được dỡ xuống một bến tàu ngẫu hứng được xây dựng trên bờ biển Gaza từ những mảnh vụn được trục vớt từ các tòa nhà bị sập. Thực phẩm, chủ yếu là bột mì, gạo và đường đã được chất lên tàu ngày trước cuối tuần. Theo thỏa thuận đạt được với Israel về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển ở Gaza năm 2007, các đại diện an ninh của Israel đã kiểm tra các mặt hàng viện trợ trước khi bốc hàng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập, Jordan và Pháp đã gặp nhau tại Cairo để thảo luận về những nỗ lực chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ở một nơi khác, cách đây vài ngày, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã nói với Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà tin rằng cuộc tấn công quân sự của Israel ở Gaza đồng nghĩa với tội diệt chủng. Tuần trước, Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague đã ra lệnh cho Israel làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo đảm viện trợ cơ bản đến được với người dân Palestine. Israel đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Hamas ở dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Israel vào năm ngoái, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt cóc làm con tin. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Linh Mục. Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793 tại giáo xứ Trinh Hà, giáo phận Thanh Hóa, nay thuộc xã Trinh Hòa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ ba trong gia đình Công giáo Đạo Đức. Năm 12 tuổi, cậu vào ở với cha Duệ, xứ Bạch Bát. Sau 3 năm, cậu được cha gửi đi học tại chủng viện Vĩnh Trị, Nam Định. Trong chủng viện, cậu là một chủng sinh gương mẫu, có khuynh hướng sống ẩn tu. Chính vì thế, thầy tích trữ cơm khô, âm thầm rời bỏ chủng viện vào sâu trong rừng vắng để ẩn tu trong cô tịch. Nhưng Đức cha Longreza đã chỉ thị cho các cha trong giáo phận, nếu thầy Tịnh đến xưng tội, không linh mục nào được quyền giải tội, phải bảo thầy đến gặp Đức cha ngay. Vâng lời bề trên, thầy Tịnh trở về tiếp tục học thần học, lãnh các chức nhỏ và dạy học. Năm 1837, Đức cha đề ra chương trình truyền giáo tại Lào. Thầy Tịnh đã hăng hái lên đường. Sau một năm làm việc tại Lào với kết quả tốt đẹp, khiến thầy về xin thêm người. Thế nhưng, tình hình trong nước đã thay đổi. Thi hành lệnh vua quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lúc đó ra lệnh cấm đạo gắt gao. Vì vậy, đoàn truyền giáo ở Lào phải dừng lại và trở về nước chuẩn bị nhận công tác mới. Cuối năm 1841, thầy Tịnh bị bắt tại xứ Bích Trì và được giải về tuần phủ Hà Nam, rồi lên Hà Nội. Quan quyền đề án về kinh xin trảm quyết. Nhưng từ khi vua Thiệu Trị lên ngôi, bầu khí ác cảm với đạo đã giảm đi. 6 lần quan đề án vào kinh, cả 6 lần không được chấp thuận, để đến lần thứ 7 chuyển thành án lưu đày chung thân ở Phú Yên, Bình Định. Vua Thiệu Trị băng hà, vua Tự Đức lên kế ngôi và ban ân xá, giải phóng tù nhân, trở về giáo phận trong niềm vui khôn xiết của nhiều người. Thầy Tịnh vâng lời Đức cha lãnh chức linh mục khi đã 56 tuổi. Khoảng một năm sau, vị tân linh mục được giữ chức giám đốc kiêm giáo sư chủng viện Vĩnh Trị. Trong thời gian này đã biên soạn các tác phẩm Phúc Âm Dẫn Giải, Giáo Lý Đại Cương và Lục Vấn Lương Tâm. Ngày 27 tháng 2 năm 1857, cha Tịnh bị quan phủ Nghĩa Hưng bắt lần thứ hai tại chủng viện Vĩnh Trị. Cha Tịnh bị giam ở trại vệ tỉnh Nam Định, chờ nhà vua trả lời bản án. Xét rằng Lê Bảo Tịnh đã ngoài 60 tuổi, chiếu theo luật nước, không nên xử tử những người già nua tuổi tác như thế. Xin cứ giam ở Nam Định và cứ giữ ở đó là tiện nhất. Ngày 5 tháng 4 năm 1857, án ra tới tỉnh, vua cải án giam thành án tử hình trảm quyết. Nhận được bản án, quan thượng cố gắng một lần chót bằng cách khuyến dụ cha Tịnh xuất giáo. Nhưng cha từ tốn đáp lại lời quan.
Tôi xin chân thành cảm ơn quan, vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi. Thân xác tôi ở trong tay quan, xin làm khổ nó tùy ý. Tôi rất vui lòng, không oán than gì. Nó chết đi, nhưng mai ngày sẽ sống lại trong vinh quang. Còn linh hồn tôi là của Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được. Không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi. Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật. Tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé, và dù tôi có chết cũng chẳng bỏ được. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh được hưởng phúc tử đạo ngày 6 tháng 4 năm 1857 tại Pháp Trường Bảy Mẫu, Nam Định, với lời từ biệt gửi tới mọi người: anh em ở lại bình an, chịu khó giữ đạo và can đảm bền vững, đừng sợ chết nhé. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã suy tôn cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô thứ 2 suy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.